cần cần nhổ trụ không? Đây. Nhưng mà cậu phải quay cho mình xuống trước. Tới quay rồi. Cô thấm về làng, đề nghị họ nhà trai xuống nha. Mày đang ngồi xuống kìa. Tấm khôn trộn gọi. Trời ơi, thấy rồi này. Mồi quá trời còn tấm khôn. Họ nhà trai đâu? Đủ chưa? Họ nhà gái ra ngay tiếp luôn kìa. Đó giường này của nhà cậu không nè, tiếng Anh từ ơi, từ cái dãy Vũ ơi, hồi nãy anh với em qua ôm cái mít chụp hình coi. Sơn ơi, từ từ. Thôi sư phụ. Đây cậu chính của em anh Phát. Dạ, cậu. Hai cậu. Bạn trai đó rồi. Sư phụ. Thank you.
tôm luôn. Này nước tôm nó chảy ra không? Đổ đi. Mấy chảy chứ. Đổ 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 đổ. Nước tôm nó ra rồi. Đánh một cái nữa là được. Không khí khác liền tức hả? Khác liền. Phải về với miền Tây là gì?